Trần nói là tương ớt làm bằng quá quá học và nước màu ăn rất dễ bệnh. Kiên Trần á. Ồ, thấy Kiên Trần á. Ồ, tôi cúng cúng mùng 2 16 mày luôn đó nha Kiên Trần. Ồ, thấy không? Miệng mày quá trời. Trời ơi. Cái gì mà mày vô mày nói tương ớt tao qua quá học này nè họ. Biết bao nhiêu YouTube nghe đồ này kia. Người hại người không có chết đâu nha em. Bấm khỏe liền đúng không? Mấy cái không có mà em nói thành chó đi đó. Bánh chua của em bởi vì em lãnh 4 thùng mà em chưa bán được thùng nào đó. À, Kiên Trần nữa là chiên cuộc sống Sài Gòn TV giùm em luôn đi Chế Phương. Trời ơi. Chiên cuộc sống Sài Gòn thì cuộc sống Sài Gòn làm sao quay cho các bạn xem nữa. Quá trời. Trời. Em vô đi em. Em gái. Đây. Đó em gái này các bạn. Rất đẹp gái khó gờ nha. Ấm khỏe cho Kiên Trần phát đi Thu Phương. Nó không có sợ khỏe đâu anh ơi. Đó bây giờ có cái gì Thu Phương em? Cái giờ gì? Nước em làm mùa cho đứt cái nọ mình nhỏ. À. Nghe không Kiên Trần ơi? Giờ em đọc thường chú cho Kiên Trần cái nọ mình nhỏ. Giờ ấm khỏe khỏe nó hết lưng rồi nó bẻ gãy khỏe luôn rồi. À Kiên Trần nói là sau hôm qua em đợi bên Nguyễn Trãi 2 giờ sáng mà không thấy chị bán. Chị bán ở đây 10 giờ mấy hết rồi em ơi. Đợi Nguyễn Trãi chi em bị bệnh hả? Em vô ý vậy, chứ mọi người thương em cũng như thương anh Cuộc Sống Sài Gòn TV đó. Những anh chị em bạn bè nào mình chưa subscribe đăng ký kênh của ảnh đó thì mình giúp em subscribe đăng ký để mà ảnh có động lực để mà quay em nhiều hơn nữa nha. Em ăn gì vô lựa đi em. Hello, chào chào thấy channel nha. Chào Kaka. Chào Danh Võ nha. Thu Phương mới về hồi 4 giờ chiều nay nha. À, Trung Cao nói là bán 50k khô cá lóc đi Chế Phương. Trời ơi. Bấm khỏe đi Thu Phương. Bấm khỏe đó nha. Cái gì cái cũng kiểu sáng mà sáng. Hà Lê nói là Thu Phương hát đi. Hôm nay Thu Phương hát bài đi. Không biết hát bài gì. Bài gì là dù Thu Phương rất mệt nha các bạn nhưng mà Thu Phương sẽ biểu diễn cho các bạn một bài nha. Úc Trương, chào Úc Trương nha. Hello tất cả mọi người nha. Úc Trương nói là Thu Phương có bán chuột chiên không? Trời ơi. Xùi ghê. Tôi đưa tôi vô thế quá vậy trời. Đi đưa mấy con chuột chiên mà mấy con này con kia cho tôi bán là cái gì vậy? Tôi la lên bây giờ đó nha. Hết tôi là cái gì vậy? Xin chào mọi người nha, chào mọi người, chào các bạn đang xem kênh trực tiếp của anh Cuộc Sống Sài Gòn TV. Với lại các bạn đang xem kênh trực tiếp của anh For Anh TV đúng không ạ? For Anh TV nè, rồi kênh của anh Sài Gòn Tiếp View ghê luôn á. À. Cưng là phải lên ở giá, cưng là không có giống trong hình. Trời ơi, trong hình nó chỉnh hình nó đẹp lắm anh. Kiên Trần á. Trời ơi, quậy đệ anh giờ nó bức mãn lắm. Nó không có giống trong hình, giống như là không có giống trong shop vậy đó, giống như là anh lấy bộ đồ đẹp không, nó giao cho anh bộ đồ như lồ vẽ đó là vậy đó. À. Vậy hả? Trời ơi, nó ghê lắm, không em nói thậm tệ nó nặng nó nhẹ nó. Chứ... Ở trong hình trời ơi, ốm nè ha, rồi mặt thon gọn ra đường giống như nguyên con heo nái vậy đó. Nó chỉnh nó nổi vậy nó photoshop anh biết cái app rồi. Thấy Kiên Trần không Kiên Trần? Nghe Thu Phương nói gì không? Kiên Trần ơi. À, Kiên Trần nói là bóp bô nhỏ nhau đi cho chị em mình vui vẻ. Trời ơi. Cái này là em đâm chị trước đúng không? Chị em mình vui vẻ em không muốn em đâm chị trước. Trời ơi. Nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay coi chừng sụm nụ nhé Thu Phương. Phương Võ. À, sáng 8 giờ rưỡi đi. 8 giờ rưỡi đi tới chiều 4 giờ mấy là chiều. Đây em gái nè. Em gái có thể cho Kiên Trần số Facebook không em gái? Thôi em. Còn con tim hay là nghe lý trí. Đó, nghe Kiên Trần ơi. Khi mà nói Kiên Trần xin số Facebook đó thì
số điện thoại ấy, thì Tu Phương hát một bài liền cho em gái nói là lời. Kiên Trần nói là cho đi, mà không cho là dặn Tu Phương đó nha. Ôi ôi. Suốt đời luôn cũng được nữa. Đó, thấy em gái này mà. Cảm ơn em nha mẹ. Rồi, mẹ. Dễ nha. Quy Lộc nói là Tu Phương làm thử thách úp mặt vào chảo dầu thử đi. Trời ơi. Hát quá vậy trời, ai hát. Ôi trời. Bơi miễn phí nha. Bơi dưới ngày đi ngồi mấy năm sau trả tiền. Làm gì mấy năm sau Tu Phương? Chỉ cần 3 ngày thôi, ngày thôi chứ. Đó thêm cái dầu thôi Phương ơi. Đó đầy đủ ha. Kiên Trần là bán đi bán xong về sớm tối em qua em massage cho. Ôi ôi. Tu Phương hôm nay là quẩy rồi Kiên Trần ơi. Hôm nay muốn bệnh rồi Kiên Trần ơi. Mày muốn massage kiểu gì hả Kiên Trần? Đó. Chào. Hôm nay mệt chứ. Chào Nghĩa Tư. Tại vì khi mà mình lên chỗ ở chùa Bình Dương đó, mình trao những món quà mà của những nhà hảo tâm đó. Gấu bông nè, quần áo nè, gạo nè, mì gói nè, nhiều quá mình ơi, bánh kẹo rồi. Quá trời luôn. Chị Hai chỉ huy động những mạnh thường quân đó. Rồi giờ chị Quyền rồi ai nữa đó quyên góp tiền rồi quyên góp mấy cái quà cá tôi nhiều lắm. Mấy anh có thấy em đây chim. Kiên Trần nữa là chị làm phước nè, đi rồi mai mốt đẻ con gái. Trời ơi. Con gái hay con trai gì cũng được, em con nào cũng là con của mình nè. Nói cho khán giả ra địa chỉ hôm nay mình bán đi Tu Phương. Rồi mọi người ơi, những anh chị em bạn bè nè, mình đang coi kênh livestream trực tiếp của anh Cuộc Sống Sài Gòn TV đó. Mình thương em thì mình ra hãy địa chỉ là 716 nha. 716 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5 nha. Đó, cái đối diện mình về chỉnh hình nè, mình ra mình ăn uống. Thấy Tu Phương đi ấy đó. Đi Bến Tre đó, tôi tưởng là lấy chim đi Tu Phương. Lấy chim đi, đi khách đi. Cho Tu Phương đi các bạn. Chào Phố Anh TV nha. Các bạn thấy hôm nay Tu Phương như thế nào các bạn? Thấy Tu Phương hôm nay hơi đuối. Hơi đuối nhưng mà một ngày hôm nay rất là ý nghĩa nha. Tu Phương có thể kể cho mọi người biết được là hôm nay mình đi tham gia cái chương trình mà từ thiện á thì như thế nào Tu Phương? Bất ngờ, nói chung là có duyên đó anh. Thường thường là 7 giờ mấy là em ngủ rồi, tự nhiên em coi livestream anh Hùng Lý á. Em thấy là phát trực tiếp livestream là đang mua bánh kẹo cho mấy đứa trẻ mà mồ côi cơ nhở ở trên
máy ẩm ở dưới Bến Tre đó anh. Cho nên em thấy chắc phải đi quá à. Tại vì thấy mấy đứa trẻ chợ thấy nó dễ thương lắm anh ơi. Vô trọng tin không, mấy đứa trẻ nó bu lên mình không muốn về luôn. Nên chở em khóc hoài luôn đó. Khóc như nít vậy đó. Các bạn thấy Thu Phương chia sẻ không? Hello 66 mình đang xem livestream nha, những anh chị em bạn bè nào mình đang xem livestream đó, mình giúp em chia sẻ livestream cho họ nhớ, chia sẻ livestream công khai để mình cho tất cả bạn bè anh chị em người thân rồi đó biết em bán cái livestream và đang ủng hộ nha. Chào anh Cô Hiếu, anh Hiếu nha anh Hiếu. Anh đang ở trên hay là ở dưới anh?